Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ở vùng biển Nam Bộ đã có gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh, có thời điểm giật tới cấp 8, cấp 9. Khi gió Tây Nam tăng cường sẽ gây mưa và thời tiết xấu kéo dài ở vùng biển phía Tây và khu vực đất liền Tây Nam Bộ, khu vực Tây Nguyên và phía Tây dải Trường Sơn. Còn theo Tổng cục Phòng chống thiên tai, những ngày tới sẽ xuất hiện kỳ triều cường, nước biển dâng cao ở biển Nam Bộ, sóng lớn và nguy hiểm. Dự báo thủy triều cao nhất có ngày lên mức 1,12 m. Tại Phú Quốc, dự báo trong 2-3 ngày tới, thời tiết giảm mưa nhưng vẫn rất xấu.